Vâng, xin kính chào anh em cộng đồng Bi Network Việt Nam. Lời đầu tiên cũng như các clip trước, xin chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em một số vấn đề như sau. Thứ nhất là gần đây ông Nicolas và đội ngũ Pico Team đã cho anh em, một số anh em ở đặc biệt là ở Trung Quốc và một số anh em ở Việt Nam đã được KIC, và cộng đồng anh em Pi Niên Quốc trên toàn thế giới rất là hào hứng để mong chờ ông Nicolas và đội ngũ Pico Team cho KIC trên diện rộng. Thì ngày hôm qua thì rất nhiều anh em được KIC, nhưng mà vấn đề ở đây là nhiều anh em không biết tiếng Anh nên hỏi, nhắn tin hỏi mình một là cái zip code là cái gì. Thì xin trả lời với tất cả mọi người, những ai mà chưa biết cái zip code là gì thì tất xin là trả lời với anh em như này. Zip code đó là mã bưu chính của các tỉnh của bạn ở, mã bưu chính của cái tỉnh mà bạn đăng ký ở trong giấy khai sinh và trong cái chứng minh thư của bạn. Thì ở đây mã bưu chính, anh em nếu mà anh em nào chưa biết thì anh em có thể tra Google. Đầu tiên anh em sẽ vào trình duyệt web xem, xong anh em đánh chữ mã bưu chính năm 2022, mã bưu chính năm 2022 nhé anh em nhé. Sau khi đánh mã bưu chính năm 2022 ra thì nó sẽ hiện ở trên màn hình là cái mã bưu chính của các tỉnh năm 2022. Mã bưu chính của các tỉnh năm 2002 là một số gồm có 5 chữ số khác hoàn toàn với năm 2021 và những năm về trước. Thì những năm về trước thì mã bưu chính của các tỉnh nó là một chữ số gồm có 6 chữ số, trong đó thì 2 chữ đầu là mã tỉnh này, 2 chữ sau là mã quận huyện và 2 chữ số cuối cùng đó là mã của xã phường thị trấn. Đấy. Thì anh em chú ý là khi để mà chính xác là chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái mã bưu chính của những năm 2021 về trước là gồm 6 chữ số, nhưng mà để cho chính xác hơn thì anh em nên sử dụng cái mã bưu chính năm 2022 thì nó chính xác hơn và nó đúng với cái quy định của luật pháp Việt Nam hơn nhé anh em nhé. Thì anh em hãy, nếu mà anh em chưa hiểu chưa biết thì anh em có thể tìm Google, nên đánh chữ mã bưu chính năm 2022 để anh em tìm kiếm, thì phục vụ cho anh em sắp tới sẽ được KIC diện rộng. Và dự kiến cuối tuần này thì ông Nicolas và đội ngũ Pico Team sẽ đưa ra một cái video demo để hướng dẫn anh em KIC trên toàn thế giới anh em nhé. Anh em hãy đón chờ trong hôm nay là thứ 5 rồi, từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật, trong 3 ngày này, hoặc là cùng căng lắm là ngày thứ 2 thì sẽ có video hướng dẫn cho anh em. Vâng, theo như nghiên cứu của mình, sau khi ăn Tết xong thì lượng người tìm kiếm về từ khóa Pi Network ngày một nhiều lên, đặc biệt là các anh em ở các tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Việt Nam. Theo mình nghiên cứu ấy, thì số lượng tìm kiếm cái từ khóa Pi Network nhiều nhất là ở Lai Châu, sau đến Yên Bái, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Nam. Mình được biết ấy, thì trước Tết Nguyên đán năm 2022 ấy, thì lượng người tìm kiếm từ khóa Pi Network là tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Nhưng mà sau Tết thì lại một sự bất ngờ đã xảy ra, đó là lượng người tìm kiếm từ khóa Pi Network lại tập trung nhiều vào các tỉnh miền núi, đặc biệt là các tỉnh ở Tây Bắc, Tây Nam Bộ. Đây là một điều chứng tỏ rằng Pi đã phát triển rất là mạnh mẽ. Đây là một cái động thái cho thấy rằng cái Pi Network bây giờ đã lan rộng khắp mọi nơi ở trên đất nước Việt Nam, từ thành phố đến nông thôn, đến đồng bằng, đến miền núi, tất cả dường như là Pi Network đang phủ kín toàn bộ đất nước của chúng ta. Thì xin được chúc mừng ông Nicolas và đội ngũ Pico Team, chúc mừng những anh em Pi Network tiên phong. Đặc biệt là trong những ngày gần đây sau khi Tết thì lượng người đào Pi ngày một nhiều lên, số thành viên Pioneer ngày một tăng lên. Điều đó chứng tỏ rằng Pi đang là một đồng tiền sắp và sẽ là một đồng tiền chủ đạo trong nền kinh tế của toàn thế giới.
Và sắp tới Pi sẽ lên sàn, chúng ta sẽ có điều kiện để mua sắm tất cả mọi thứ, ô tô, xe máy, nhà lầu, xe hơi, tất cả mọi thứ.